Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách xem mọi người đăng ký kênh của mình như thế nào nhé. Bình thường ở đây là những cái kênh mình đã đăng ký. Đấy. Còn bây giờ trang chủ khi mình mới vào kênh YouTube mình sẽ là như thế này. Bấm tiếp vào kênh của tôi, kênh của tôi xong bây giờ mọi người có thể là bấm vào bất kỳ một video nào. Cộng đồng mời đăng ký để nhận xét này, tất cả các nhận xét này. Đây là tất cả các nhận xét. Mình sẽ tương tác với các kênh có nhận xét ở đây. Rất nhiều luôn. Những kênh của mình nhưng mà để tìm lại nhiều lắm. Gần 2.000 mấy người đăng ký. Còn cái lượng tương tác nó còn khủng nữa. Chưa tính cái kênh triệu người đăng ký, vài chục nghìn người đăng ký, kinh khủng lắm. Người đăng ký đây, những người này đã đăng ký kênh của mình nhưng mình chưa đăng ký lại. Đây, những người này kênh mình đây, mình sẽ nhìn vào đây để mình tương tác với họ. Alo ạ. Vâng. Không, trước đây thôi, còn bây giờ tách ra rồi. Bên em vẫn bán máy cày nhưng mà là tách ra làm riêng rồi. Có ở Phú Thọ. Máy Honda có nhiều loại, máy Honda dựng và máy Honda nguyên chiếc. Máy Honda nguyên chiếc của nó, nguyên thân máy là 17 triệu 500, chưa có các thứ khác, còn cộng vào để và mua các thứ khác thì bác phải xem bác mua, bác cần chức năng gì thì mới biết được. Cày vừa thế thì bác cộng bộ đấy vào nó cũng vào tầm độ hai mấy triệu đấy. Máy Honda nguyên chiếc ấy. Không, con đấy chưa có cày đâu. Con đấy nó nhẹ, con đấy có 55 cân thôi. Vâng. Lưỡi cày đấy nó khoảng được mấy triệu đấy. Vâng, bộ lồng bừa đã là mấy triệu rồi nhưng còn chưa tính cái bộ cày. Mỗi thứ là mỗi bộ của nếu mà của hàng Honda nó cộng vào toàn mấy triệu chứ không phải rẻ đâu. Vâng. Vâng. Đã đăng ký.
chưa đăng ký của họ. Đây những người là mình đã đăng ký rồi. Để xem được danh sách những người đăng ký kênh của mình này mọi người. Chỉ hiển thị những người đăng ký chia sẻ công khai các đăng ký của họ. Đấy. Những người đăng ký đã đạt đăng ký của họ thành riêng tư sẽ không hiển thị tại đây, ngay cả khi tài khoản của họ đã đăng ký kênh của bạn. Nên mọi người phải chú ý ở cái này nhé. Danh sách này. Bạn có thể xem danh sách người đăng ký kênh của bạn. Khi người dùng đầu tiên tham gia YouTube thì theo mặc định danh sách kênh đăng ký của họ sẽ được ở chế độ riêng tư. Thì sau này mình muốn tương tác với mọi người là mình phải vào cái chỗ cài đặt tới mình bật chế độ công khai. Người đăng ký là ai? Danh sách người đăng ký hiển thị những người đăng ký đã đặt thông tin đăng ký của họ thành công khai này. Người đăng ký đã đặt thông tin đăng ký của họ riêng tư không hiển thị trong danh sách người đăng ký của bạn, ngay cả khi tài khoản của họ đã đăng ký kênh của bạn, các tài khoản bị tạm ngừng và các tài khoản spam không hiển thị này. Nếu có hơn 1.000 người đăng ký kênh,
Đây ví dụ như trong trường hợp này mà các bạn có thể là như mình gọi là sẽ đáp lễ với những người này là họ cũng đang kiếm tiền YouTube, mình có thể đáp lễ cho họ. Đây là những khách hàng họ đã đăng ký kênh của mình.